nhiều tiền quá. Sản phẩm của Bodykey mắc hơn sản phẩm của những công ty khác. Em không đủ khả năng để mua bộ Bodykey. Chị đang sử dụng sản phẩm kiểm soát cân nặng ABC và đang có kết quả tốt. Chưa hiểu rõ được công dụng của từng sản phẩm và hạn chế tài chính, e ngại về giá, chưa hình dung được chế độ ăn giảm cân đơn giản, thiếu thông tin,